Ly ơi, con đang làm gì á? Hả? Con đang làm gì ở đâu? Sao cái bếp của con mà tinh bành hết vậy? Hả? Con chơi gì kỳ cục vậy? Ừ? Sao con làm tinh bành cái bếp rồi? Con sửa bếp lại đi. Còn chó nằm mình nó buồn lắm kìa. Sao không lo sửa cái bếp xuống đây nằm vậy? Hả? Sao vậy? À, coi cái vách tường nè, ai móc nè. Hả? Ai nằm mà móc cái vách tường lủng luôn vậy đi. Hả? Quần đâu, mặc tả không vậy? Hả? Quần đâu? Lấy tủ mặc cái quần vô rồi đi sửa bếp. Sửa cái bếp tiếp nhanh. Ri mở con chó lên đi đi. Mở con chó lên cho con chó nó nhảy đi. Rồi lấy cái quần ra mặc đi. Rồi con tự mặc cái quần nó nhên nha. Đóng cái tủ lại, đóng cái tủ lại. Đóng cái tủ lại. Đóng cái tủ đồ lại. Trời ơi, ngồi sửa cái bếp nữa hả? Đứa nào mà quậy cái bếp tan tành vậy? Hả? Giỏi rồi ta. Con tự gắn vô đi. Con tự gắn vô đi. Đúng rồi, đúng rồi. Dỡ lên, dỡ cái bếp lên. Rồi, rớt ra nữa nè, đậy cái này lại. Nói sao? Sao vậy? Sao qua đó nằm vậy? Sao vậy? Sao nằm vậy? Ai quậy tan tành cái bếp thì sửa cái bếp lại đi chứ. Quậy tan tành rồi, rồi để đó hà. Gắn cái bếp vô. Nè, gắn cái bếp vô đây. Rừng ngã rồi. Gắn nó lên, gắn cái bếp vô lại. Cái bếp tan tành à. Đứa nào không chịu mặc quần vô mặc tả không vậy? Hả? Đứa nào vậy? Ai ai không chịu mặc quần? Quần đâu? Ai cầm quần dục kia? Sao vậy? Quậy tan tành cái bếp rồi. Bữa lấy cái bếp nó đang làm cái gì đi. Hả? Hả? Cái bếp nó làm cái gì vậy? Để xuống. Để xuống, để cái bếp xuống. Để xuống đất, sao để trên ghế vậy? Để dưới đất hả con? Để dưới đất đi. No. Ngã rồi. No 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 no. Gãy gãy gãy. Không có đứng lên được. Cái quần đâu nè, lấy cái quần mặc vô nè, nhìn cái tả vô duyên quá nè. Nóng, nóng. Đâu, gắn cái bếp vô cho mẹ đi. Gắn cái bếp vô. Quần ai đây ta? Em chó nè, em chó của Ri nè. Bị em chó nhảy nè nha. Mở nhạc lên cho em chó nhảy nè. Bấm đi, bấm em chó đi. Trời ơi, nhảy nhảy. Tinh 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 tinh.
ơi, nhảy nhảy không có nhạc cũng nhảy luôn, công nhận. Ui cha. Ui cha, nhảy hay quá, nhảy gì kỳ vậy? Hả? Nhảy bài nhạc gì vậy Ri? Ri mở con chó lên. Lấy con chó mở lên, bấm con chó đi. Nè, mày bấm con chó lên nè. Qua đây. Cái gì ngã rập ra đó rồi, hả? Nè, qua mở nhạc con chó lên nha. Chơi kỳ cục vậy đó. Trời đất ơi. Chơi gì mà kỳ cục. Trời ơi. Chơi kỳ đi. Rồi xong. Hết rồi, mở lên nữa đi. Bấm đi. Bấm chân cho nó hát đi. Con làm được mà, con bấm đi. Con làm được. Đó, con bấm đi. Đúng rồi, bấm đi. Bấm chỗ kia, bấm cái đầu á. Con làm được mà. Đó, thấy chưa, con làm được mà. Yeah. Đó. Bấm lại. Cái mặt gì vậy? Nó được quá. Thôi bắt một lần thôi. Chân trái đứng lên. Hay quá. Hay quá. Văn hơ. Rồi. Hát bài nha. Hát bài gì vậy? Bấm lại nữa đi, con tìm bấm đi. Con nãy con làm được đó. Nãy con làm được đó. Bấm đi, bấm nhạc đi, con bấm đi. Đúng rồi. Bấm lúc đó, bấm đủ chỗ thôi. Bấm đủ chỗ coi. Từ từ bấm đi mẹ, đưa mẹ bấm cho nè. Rồi. Nè con. Rê. Hay quá, dắt con chó đi chơi. Dắt con chó đi dạo nè. Hôm em đi. Hôm em đi, em hát cho con nghe đó. Giỏi. Bỏ em lên bếp nấu luôn hả? Hết rồi. Chơi kỳ vậy. Chơi kỳ đi. Chị Hai nè, chuẩn bị qua chị Hai nè. Chị Hai, chị ra lên hình. Chị Hai mắc cỡ, chị Hai mới cho lên hình. Chị Hai nè. Ri, bye bye đi Ri. Bye bye. Ngủ ngon đi Ri. Ngủ ngon. Mi gió đi Ri. Ri ơi, mi gió đi Ri. Nói ngủ ngon đi. Ngủ ngon. Nhìn nè, bye bye đi. Ba. Nhìn mẹ nè. Ba. Ba.